Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 2 âm lịch năm 2022 của tuổi Mão, chi tiết chính xác nhất về các phương diện sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tuổi Mão khai vận. Và sau đây là nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi với người tuổi Mão bước sang tháng 2 âm lịch năm 2022, tức là tháng Quý Mão, năm nhâm dần này cho thấy, với người tuổi Mão được nguyệt lệnh lâm đất trường sinh ủng hộ, nên vận trình được như ý. Trạng thái tinh thần của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có. Tử vi cũng cho thấy tháng này bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn chủ yếu đến từ những cơ hội bất ngờ. Điều này đòi hỏi bản mệnh phải nhanh nhạy nắm bắt vận trình, đừng để cho mọi thứ trôi qua rồi mới nuối tiếc thì chẳng thể làm gì hơn tháng có ngũ hành mộc vượng nên bạn cũng cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng gan. Bạn cần cân bằng chế độ dưỡng chất trong bữa ăn, nghỉ ngơi nhiều hơn để có sức khỏe tốt nhất và làm gì cũng nên cẩn trọng, tránh họa huyết quang. Tử vi tuổi Mão tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Quý Mão năm nhâm dần này, tử vi cho thấy với người tuổi Mão đang có được báo hiệu sự nghiệp của con giáp này phát triển rất thuận lợi nhờ có nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh đường quan lộ mưu cầu công danh trong tháng của tuổi mão gần như không gặp bất cứ trở ngại nào vận khí đang trên đà khởi vượng bản mệnh dễ có quý nhân nâng đỡ quá trình làm việc suôn sẻ hiệu suất cũng được nâng cao đáng kể đây là thời điểm lý tưởng để bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang giang dở mở rộng quy mô hoặc biến giấc mơ khởi nghiệp trở thành hiện thực bạn làm việc không nhiều áp lực lại có người tương trợ nên có thể sớm hoàn thành được kế hoạch cũng như dành được chút thời gian để chăm sóc bản thân tốt hơn nhờ đó trạng thái thần của tuổi này cũng có nhiều khởi sắc tích cực, cảm thấy hài lòng về những gì mình đang có. Tuy nhiên, khi đã đạt được thành tích tốt, bạn cũng nên học cách khiêm tốn, chủ động tiếp nhận các công việc khó khăn hơn nữa, không ngừng bứt phá giới hạn của bản thân. Càng có tham vọng, bạn càng chinh phục được những đỉnh cao hơn. Nhìn chung tháng này là thời điểm mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và với bạn tuổi mão sẽ bình tĩnh chinh phục được những nấc thang quan trọng. Khi đó đừng quên đặt ra cho mình những đích đến xa hơn hay đặt mục tiêu dài hạn nếu đang muốn thực hiện việc gì đó quan trọng bạn cũng có thể chọn ngày hoàng đạo ngay trong tháng này để tiến hành những khó khăn ban đầu có thể khiến bạn lung lay ý chí nhưng cuối cùng vẫn thực hiện được mục tiêu của mình nhưng bạn cũng nên nhớ vận khí biến thiên không ngừng may rủi ra sao chưa thể lường trước mọi thứ đều có thể thay đổi vào phút chót nếu bạn chủ quan nhất là khi trong tháng có thái tuế hung tinh ẩn tàng bạn vẫn nên chú ý tới tính chắc chắn và an toàn khi tiến hành việc quan trọng tử vi tuổi Mão tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Không chỉ công việc, đây được dự báo cũng là một tháng có nhiều niềm vui tài chính sẽ đến với người tuổi Mão. Vận khí được cả nguyện lệnh trường sinh và tài tinh chiếu mệnh thúc cho tài lộc dồi dào. Không sớm thì muộn, công việc, kế hoạch mà bạn đang theo đuổi cũng sẽ gặt hái trái thơm quả ngọt. Vậy nên nếu hiện tại đang gặp khó khăn cũng đừng vội nản trí, mọi thứ trước mắt chỉ là tạm thời, người kiên trì theo đuổi tới cùng sẽ là người nhận được điều xứng đáng theo đó nhờ có thực thần đứng bóng nên bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền hãy nhanh chóng nắm bắt để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì cả thu nhập chính và thu nhập phụ của con giáp này đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt vào thời điểm này bản mệnh kiếm được tiền từ nhiều nguồn khác nhau phát huy được những năng lực tiềm ẩn từ trước tới giờ chưa hề biết tới của mình người làm công ăn lương có thêm thu nhập bằng khả năng ngoại giao khéo léo của mình bạn đang nắm trong tay một nguồn khách hàng tiềm năng chỉ cần mạnh dạn tư vấn và khai thác đảm bảo sẽ ký kết được nhiều hợp đồng giá trị lớn tiền hoa hồng được hưởng nhờ vậy cũng tăng gấp nhiều lần so với thời gian trước đây khi đã có được tiền bạc dư dôi bản mệnh cũng nên có cách dùng tiền hợp lý để tài lộc ngày càng sinh sôi nảy nở hãy chia làm nhiều khoản ngoài khoản tiết kiệm cho tương lai thì dùng số tiền còn lại để tiến hành đầu tư hay mở rộng thêm quy mô sản xuất cải tiến kỹ thuật tử vi tuổi Mão tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi cho thấy, công việc thuận lợi, thu nhập tăng giúp tuổi Mão phấn chấn nhưng vận tình cảm khiến bạn có đôi chút đam chiêu. Các cặp đôi đang trong thời gian tìm hiểu sẽ chịu nhiều tác động hơn cả. Đôi bên nên có sự bình tĩnh, rõ ràng khi đối thoại với nhau, và lấy sự khoan dung làm chủ, dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn mới mong giữ gìn được tình cảm. Các cặp vợ chồng được nguyệt lệnh hỗ trợ, tần suất mâu thuẫn, cãi vã giảm đi trông thấy. Có lẽ gánh lo cơm áo gạo tiền đôi khi khiến đôi bên xa cách lạnh nhạt nhưng miễn là cả hai luôn hướng về nhau cùng vun đắp hạnh phúc gia đình, đảm bảo tình yêu luôn gắn kết thì chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Một số cặp vợ chồng có thể đón tin vui con cái như ý nguyện. Tin mừng có thể đến từ ngay đầu tháng, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận. Trong tháng này với người tuổi Mão có vận đào hoa của người độc thân tốt, có cơ hội gặp gỡ người này người kia. Tuy nhiên bạn không nên để những lời đường mật làm mờ mắt. Thái độ dứt khoát tránh những mối quan hệ mập mờ cũng sẽ giúp bạn hạn chế được rắc rối tình cảm không đáng. Tử vi tuổi Mão tháng 2 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của tuổi Mão bình ổn, không có nhiều biến động nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, tháng có ngũ hành mộc vượng nên bạn cũng cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng gan. Bản mệnh chỉ cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Đồng thời, làm gì cũng nên cẩn trọng, tránh họa huyết quang. Cẩm Nang vượng vận cho từng tuổi Mão trong tháng 2 năm 2022 âm lịch. Tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc Nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết đường quan lộ, mưu cầu công danh không gặp bất cứ trở ngại nào. Quý nhân, người tuổi hợi, người tuổi mùi. Tiểu nhân, người tuổi dậu, người tuổi thìn. Màu sắc may mắn, màu xanh da trời, màu trắng. Tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim, nam Vân Hán, nữ Thiên La khẩu quyết thời điểm lý tưởng để đẩy mạnh các hạng mục còn đang giang dở. Quý nhân, người tuổi tuất, người tuổi dần. Tiểu nhân, người tuổi tí, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu xám. Tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, nam thủy diệu, nữ mộc đức. Khẩu quyết, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Quý nhân, người tuổi thìn, người tuổi hợi. Tiểu nhân, người tuổi dậu, người tuổi tí. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh dương. Tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, nam Mộc Đức, nữ Thủy Diệu. Khẩu quyết các cặp đôi nên có sự bình tĩnh khi đối thoại với nhau. Quý nhân, người tuổi mùi, người tuổi tuất. Tiểu nhân, người tuổi thìn, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh nước biển. Tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, nam Vân Hán, nữ La Hầu. Khẩu quyết cần để tâm chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chức năng gan. Quý nhân, người tuổi dần, người tuổi thìn. Tiểu nhân, người tuổi Mão, người tuổi Tỵ màu sắc may mắn, màu xanh lá cây, màu nâu. Trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tháng 2 âm lịch năm nhâm dần của tuổi Mão, hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.